Chào mừng các em đã cùng trở lại với chương trình dạy học qua truyền hình ở bộ môn hóa học lớp 9 do Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên kết hợp với Đài truyền hình Hưng Yên tổ chức. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học trước, các em đã được tìm hiểu về metan, một đại diện của hydrocarbon no. Trước khi vào bài mới, cô có một yêu cầu sau đối với các bạn. Hãy viết công thức cấu tạo và trình bày tính chất hóa học của metan. Viết phương trình phản ứng minh họa. À, chúng ta cùng hướng lên màn hình. Đây chính là công thức cấu tạo của metan. Các em thấy trong phân tử metan, một nguyên tử carbon lần lượt liên kết với bốn nguyên tử hero bằng các liên kết đơn rất bền vững. Chính điều này đã quyết định tính chất hóa học đặc trưng của metan. Về tính chất hóa học, metan có hai tính chất. Thứ nhất, metan tham gia phản ứng cháy theo phương trình. CH4 tác dụng với O2 có nhiệt độ tạo thành CO2 và H2O. Tính chất thứ hai, metan tham gia phản ứng thế với clo. Theo phương trình phản ứng, CH4 tác dụng với Cl2, điều kiện của phản ứng là có ánh sáng, tạo thành CH3Cl HCl. Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của metan, đồng thời cũng là phản ứng đặc trưng của những hydrocarbon chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. Đúng không nhỉ? À, đó là nội dung chính của bài học ngày hôm trước Vậy thì các em thử dự đoán xem Bài học ngày hôm nay sẽ cung cấp cho chúng ta Những đơn vị kiến thức và kỹ năng nào Để phục vụ vào đời sống à, Các em có biết không Từ rất lâu rồi người ta đã biết cách Để một vài quả chín giữa một sọt quả xanh à, Với cách làm này thì sọt quả xanh sẽ rất nhanh chín và chín đều Tại sao lại như vậy đó cũng là một trong những nội dung mà cô trò chúng ta sẽ giải đáp trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một hydrocarbon thứ hai trong chương trình hóa học lớp 9, đó chính là ethylene. Với chương trình sách giáo khoa hiện hành, kem mở cho cô giáo bài 37 trang 117 và với các bạn đang học theo mô hình trường học mới, kem mở sách giáo khoa bài 34 trang 14-15. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những phần thông tin đầu tiên về ethylene. Etilen có công thức phân tử là C2H4. Phân tử khối là 28. Nội dung bài học ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nghiên cứu 4 phần. Thứ nhất, tìm hiểu về tính chất vật lý. Thứ hai, cấu tạo phân tử. Thứ ba, tính chất hóa học và thứ tư là ứng dụng của ethylene. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên, tính chất vật lý. Các em hãy cùng hướng lên màn hình, quan sát đây chính là lọ đựng ethylene đã thu sẵn. Dựa vào phần thông tin đầu tiên kết hợp với hình ảnh các em quan sát được, hãy nhận xét cho cô giáo trạng thái, màu sắc và cho biết thêm ethylene nặng hay nhẹ hơn không khí. Vì sao? À, chắc chắn rất nhanh chóng các em sẽ trả lời được. Ethylene là chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí vì tỉ khối của etilen so với không khí bằng 28 trên 29, đại lượng này nhỏ hơn 1, đúng không nhỉ? Kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ cùng lưu lại tính chất vật lý của etilen như sau. Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. Vừa rồi, cô cùng bạn đã tìm hiểu xong tính chất vật lý của khí etilen. Vậy etilen có công thức cấu tạo như thế nào? và tính chất hóa học nào sẽ là tính chất đặc trưng của ethylene. Chúng ta sang phần 2 la mã cấu tạo phân tử. Cô giáo mời các bạn cùng hướng lên màn hình. Đây là mô hình phân tử khí etilen ở dạng rỗng và mô hình phân tử khí ethylene ở dạng đặc. Các quả cầu màu xạ, màu đậm hơn và có kích thước lớn hơn tượng trưng cho những nguyên tử carbon. Những quả cầu màu trắng và có kích thước nhỏ hơn tượng trưng cho những nguyên tử hydro các thanh nối giữa carbon với carbon, giữa carbon với nguyên tử hero tượng trưng cho liên những liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Dựa vào mô hình phân tử khí etilen, các em hãy viết cho cô công thức cấu tạo của etilen. Các bạn đã hoàn thành xong rồi đúng không nào? À, cô mời các bạn cùng quan sát lên đây. Trong phân tử khí etilen, trong cấu tạo phân tử etilen, giữa hai nguyên tử carbon có hai liên kết. Những liên kết như vậy người ta gọi đó là liên kết đôi. Cô giáo nhắc lại. Trong cấu tạo phân tử etilen, giữa hai nguyên tử carbon có hai liên kết và những liên kết như vậy người ta gọi đó là liên kết đôi. Trong liên kết đôi thì có một liên kết kém bền. Liên kết này rất dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Chúng ta cùng quan sát trên màn chiếu. Và đây là công thức cấu tạo của etilen. Mỗi nguyên tử carbon lần lượt liên kết với hai nguyên tử hydro. Mỗi nguyên tử carbon lần lượt liên kết với hai nguyên tử hydro và nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều. Giữa hai nguyên tử carbon thì có một liên kết đôi. Viết gọn lại, chúng ta sẽ được công thức cấu tạo thu gọn của etilen như sau: CH2 nối đôi CH2. Cô giáo nhắc lại, đặc điểm cấu tạo phân tử etilen như sau: Giữa hai nguyên tử carbon có liên kết đôi. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này rất dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Vận dụng kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu với bài metan mà các em học bài ngày hôm trước. Các em hãy hoàn thiện nhanh cho câu bài tập sau. So sánh đặc điểm cấu tạo phân tử metan CH4 với phân tử etilen C2H4. Các em tìm xem chúng giống nhau và khác nhau ở điểm nào? Chắc chắn rằng các em đều sẽ trả lời được. Điểm giống nhau giữa metan CH4 và etilen C2H4 là chúng đều có 4 liên kết đơn giữa carbon và hydro. Điểm khác nhau là metan thì chỉ chứa liên kết đơn, còn lại etilen sẽ có liên kết đôi giữa hai nguyên tử carbon. Đúng không nhỉ? Vậy với thành phần hóa học và đặc điểm cấu tạo phân tử như vậy thì etilen sẽ có những tính chất hóa học nào? Cô trò chúng ta cùng sang phần 3, tính chất hóa học. Tương tự như metan, ethylene cũng thuộc loại hydrocarbon. Vậy các em dự đoán xem liệu ethylene có cháy không? Bằng thực nghiệm, người ta đã thấy rằng tương tự như metan, ethylene rất dễ cháy trong oxy, tạo ra khí carbonic, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt theo phương trình phản ứng hóa học như sau. C2H4 tác dụng với oxy có nhiệt độ tạo thành CO2 và H2O với hệ số cân bằng là 1, 3, 2, 2. Các em biết là số 1 thì chúng ta thường không phải viết, đúng nhỉ? Đấy. Như vậy, tính chất hóa học đầu tiên của etilen đấy chính là khả năng tham gia phản ứng cháy tác dụng với oxy, đúng không nhỉ? Với metan trong công thức phân tử chỉ chứa liên kết đơn thì phản ứng đặc trưng của metan là phản ứng thế. Vậy còn etilen, đặc điểm trong phân tử của etilen giữa hai nguyên tử carbon có một mối liên kết đôi. Vậy thì phản ứng đặc trưng của etilen sẽ là phản ứng nào và phản ứng này có đặc điểm gì? Chúng ta sang phần 2. Etilen có làm mất màu dung dịch brom không? Để trả lời cho câu hỏi này, cô cùng các bạn đi quan sát thí nghiệm như sau. Thí nghiệm hóa học etilen tác dụng với dung dịch brom. Đun nóng. Hỗn hợp gồm có rượu etylic và axit sulfuric đậm đặc trong một bình cầu. Nhánh của bình cầu được dẫn qua bình thứ nhất đựng dung dịch larry hierosit loãng với mục đích là rửa khí. Tiếp theo, khí thoát ra được dẫn qua một trong hai ống nghiệm chứa dung dịch brom với màu da cam đặc trưng. Ống nghiệm đựng dung dịch brom còn lại chúng ta dùng làm đối chiếu sau khi thí nghiệm kết thúc. Sau một thời gian, các em thấy ống nghiệm chứa dung dịch brom bắt đầu xuất hiện các bọt khí. Khí này chính là khí etilen được tạo ra từ rượu etylic theo phương trình hóa học. Các em hãy quan sát và nhận xét hiện tượng sau đó giải thích. Các bạn đã quan sát được rồi đúng không nào? Bây giờ hãy trả lời cô, hiện tượng các em quan sát được là gì? À chắc chắn rằng chúng ta thấy Ống nghiệm chứa dung dịch brom có dẫn etilen đi qua sau một thời gian sẽ bị nhạt màu và dần dần mất màu hoàn toàn. Đây là ống nghiệm đựng dung dịch brom này. Còn đây là ống nghiệm brom có etilen đi qua. Ống nghiệm chứa dung dịch brom có etilen đi qua đã bị mất màu hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ rằng etilen đã tham gia phản ứng với brom trong dung dịch, đúng không các em nhỉ? Etilen đã tham gia phản ứng với brom trong dung dịch để tạo thành một hợp chất không có màu. Sau phản ứng, các em cùng quan sát lên màn chiếu, đây chính là sơ đồ phản ứng giữa etilen và brom trong dung dịch. Khi tham gia phản ứng với brom trong dung dịch thì các em thấy chúng ta thấy rằng liên kết kém bền trong phân tử etilen bị đứt. Một mỗi một phân tử etilen sẽ kết hợp được với một phân tử brom để tạo thành hợp chất có tên là dibrometan không có màu theo phương trình phản ứng CH2 nối đôi CH2 cộng Br2 tạo thành BrCH2 nối đơn CH2Br. Đây là một vật chất không có màu. Phương trình phản hóa học này chúng ta có thể rút gọn lại như sau. C2H4 tác dụng với Br2 trong dung dịch tạo thành C2H4Br2 dibrometan không có màu. Kem quan sát lại phản ứng, chúng ta thấy phản ứng cho hóa học trên được gọi là phản ứng cộng. Đây chính là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết etilen. Cô giáo nhắc lại, phản ứng giữa etilen với brom trong dung dịch được gọi là phản ứng cộng. Đây chính là phản ứng dùng để nhận biết etilen. Trong điều kiện thích hợp, etilen còn có khả năng phản ứng cộng được với một số các chất khác như clo, hydro. Các em cùng quan sát lên màn hình. Đây chính là phương trình phản ứng hóa học giữa etilen tác dụng với hiro có niken xúc tác và ở nhiệt độ cao để tạo thành hch2 nối đơn ch2h và viết gọn lại chúng ta được công thức ch3 nối đơn ch3 và công thức này có tên là etan. Phản ứng thứ hai là phản ứng cộng giữa etilen với phân tử clo để tạo thành hợp chất sau phản ứng có công thức clch2 nối đơn ch2cl và tên của hợp chất này là D-chlor-etan. Qua hai phản ứng trên, chúng ta có thể thấy rằng các chất có liên kết đôi tương tự như ethylene dễ dàng tham gia phản ứng cộng. Không chỉ ethylene mà những hợp chất hữu cơ chứa liên kết đôi trong phân tử dễ dàng tham gia phản ứng cộng. Và ethylene là một trong những một trong những đại diện của hydrocarbon không no và chốt lại chúng ta thấy rằng đã là hydrocarbon không no thì sẽ tham gia phản ứng cộng đúng không nhỉ? Rồi. Ngoài khả năng cộng với brom trong dung dịch, cộng với hiro khi có xúc tác tác dụng với clo thì những phân tử etilen có khả năng kết hợp với nhau không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng quan sát mô hình mô phỏng như sau. Các em đang thấy trên màn chiếu, cô đang mô phỏng hai phân tử khí etilen và phía dưới là tượng trưng cho rất nhiều phân tử khí etilen. Vậy thì khi hai phân tử etilen có nhiệt độ, áp suất xúc tác thích hợp. Liên kết kém bền lần lượt bị đứt ra và chúng liên kết với những phân tử etilen ở bên cạnh. Đây là mô phỏng của hai phân tử etilen. Thế còn có nhiều phân tử etilen thì sao? Hàng trăm, hàng nghìn phân tử etilen thì sao? Cũng tương tự như vậy các em ạ. Các liên kết kém bền trong mỗi phân tử etilen lần lượt bị đứt ra để tạo thành liên kết đơn và để tạo thành liên kết đơn và chúng liên kết với những phân tử ethylene ở bên cạnh để tạo thành một hợp chất có kích thước và phân tử khối rất lớn người ta gọi sản phẩm này là polyethylene và phương trình uh, viết gọn của phản ứng này như sau n phân tử C2H4 khi có nhiệt độ áp suất và xúc tác thích hợp sẽ tạo ra sản phẩm có công thức như trên bảng và tên của sản phẩm này là polyethylene viết tắt là PE được lấy bởi các chữ cái đầu tiên poly P ethylene E. Polyethylene là chất rắn, không tan trong nước, không độc, nó là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp chất dẻo. Và phản ứng hóa học như trên, người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. À, các em thấy bản chất của phản ứng trùng hợp chính là cộng hợp những phân tử giống nhau ở số lượng lớn để tạo thành những hợp chất có kích thước và phân tử khối rất lớn. Như vậy, qua phần tìm hiểu vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tính chất hóa học của ethylene. Ethylene có 3 tính chất. Tính chất thứ nhất là tham gia phản ứng cháy với oxy theo phương trình C2H4 tác dụng với O2 có nhiệt độ tạo thành CO2 và H2O. Tính chất số 2 ethylene tham gia phản ứng cộng. C2H4 cộng Br2 trong dung dịch tạo thành C2H4 Br2 và kem nhớ cho cô đây chính là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết ethylene cũng là phản ứng đặc trưng của những hợp chất hữu cơ chưa no có liên kết kém bền trong phân tử. Tính chất số 3, ethylene tham gia phản ứng trùng hợp để tạo thành sản phẩm là polyethylene. Với những đặc tính như trên, thì etilen sẽ có những ứng dụng nào trong đời sống và trong sản xuất. Cô cùng các em chuyển sang nghiên cứu phần 4, ứng dụng. Các em cùng quan sát lên màn hình và kể tên cho cô những ứng dụng của etilen. À, chắc chắn các em sẽ thấy rằng etilen là nguyên liệu để điều chế nhựa polyethylene polyvinyl clorua, viết tắt là PVC, là nguyên liệu để điều chế axit acetic, điều chế dicloroethan, điều chế rượu etylic và kích thích hoa quả mau chín. Ở trong bài học vừa rồi, các em đã được tìm hiểu phản ứng điều chế polyethylene, phản ứng điều chế dicloroethan, những phản ứng hóa học còn lại như điều chế rượu etylic, nhựa PVC và axit acetic, các em sẽ lần lượt được nghiên cứu trong các bài học tiếp theo cùng trở lại với vấn đề cô đặt ra ở phía đầu bài là tại sao khi để một số quả chín giữa những sọt giữa, sọt quả xanh thì hoa quả lại nhanh chín và chín rất đều. Bí mật này đã được các nhà khoa học phát hiện ra khi nghiên cứu quá trình chín của trái cây các em ạ. Khi trái cây chín thì bản thân trái cây sẽ thoát ra một lượng nhỏ khí ethylene. Khí ethylene này sẽ xúc tiến quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả nhanh quả xanh nhanh chín Nắm được điều này, con người có thể chủ động, kìm hãm hoặc là xúc tiến quá trình chín của trái cây, đúng không các em nhỉ? Và tại gia đình, chúng ta hãy làm theo phương pháp này nhé. Khi các em hãy cần dấm một số lượng quả xanh, chúng ta hãy xếp nó cùng với một số quả chín, một số trái cây chín thì uh, chúng ta sẽ có những trái cây xanh chín nhanh hơn. Uh, tổng kết bài, nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng theo chiều của sơ đồ sau. Thứ nhất về tính chất vật lý của ethylene thì chúng ta thấy ethylene là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. Về cấu tạo phân tử, công thức phân tử của ethylene là CH2 nối đôi CH2. Về tính chất hóa học, ethylene có 3 tính chất. Tính chất thứ nhất, ethylene tham gia phản ứng cháy theo phương trình C2H4 tác dụng với O2 có nhiệt độ tạo thành CO2 và H2O. Tính chất số 2, Etilen tham gia phản ứng cộng. Theo phương trình phản ứng, C2H4 cộng Br2 trong dung dịch tạo thành C2H4Br2. Và các em lưu ý lại cho cô, đây là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết etilen. Tính chất số 3, etilen tham gia phản ứng trùng hợp ở điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì etilen tham gia phản ứng trùng hợp để tạo thành polyethilen. Về ứng dụng, etilen là nguyên liệu để sản xuất nhựa polyethylene, nhựa PVC, polyvinyl clorua, rượu ethylic, axit acetic, dicloetetan và kích thích hoa quả mau chín. Vận dụng những đơn vị kiến thức đã học, các em hãy hoàn thiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1. Điền từ thích hợp có hoặc không vào các cột sau. Với hai hợp chất metan và ethylene, chúng ta so sánh ở các đặc điểm, chúng ta điền ở các đặc điểm có liên kết đôi hay không có làm mất màu dung dịch brom hay không có phản ứng trùng hợp hay không và có tác dụng với oxy hay không rất nhanh chóng các em sẽ trả lời được mê sẽ không có liên kết đôi không có làm mất màu dung dịch brom không có phản ứng trùng hợp và tác dụng với oxy có tác dụng với oxy thế còn etilen đơn vị kiến thức chúng ta vừa học thì etilen sẽ có liên kết đôi, có làm mất màu dung dịch brom, có tham gia phản ứng trùng hợp và có tham gia phản ứng cháy với oxy. Các em có kết quả trùng với các phương án của cô đã đưa ra không nào? Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2. Kem cùng hướng lên màn hình. Bài tập số 2 như sau. Loại túi đi chợ nào sau đây thân thiện với môi trường hơn? A. Túi ni lông. B. Túi giấy dùng một lần. C. Túi vải dùng nhiều lần và D không có loại túi nào trong ba loại trên. Chắc chắn sẽ rất nhiều bạn có đáp án trùng với đáp án của cô. Đó là đáp án C. Túi vải dùng nhiều lần. Tôi lại về trước 50 năm thì sự ra đời của túi ni nông được coi là một trong những phát minh rất lớn, rất hữu ích cho con người. Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng những lợi ích mà sản các sản phẩm từ nhựa và túi ni nông đem lại đối với nền kinh tế và đối với cuộc sống của con người nhưng trong cuộc sống hiện nay, túi ni nông và rác thải nhựa đang là một vấn nạn phá hủy môi trường sống của chúng ta và các loài sinh vật như thế nào. Những điều này Kem đã được tìm hiểu ở các môn học khác, các môn học trước, đặc biệt là bộ môn sinh học. Về nhà, Kem hãy tì tìm hiểu hơn nữa những thuận lợi, đặc biệt là tác hại của túi ni nông và rác thải nhựa để tường minh hơn tại sao chúng ta lại chọn túi vải dùng nhiều lần. Trong đáp án của câu hỏi này, và cô hy vọng rằng cô cùng các em mỗi chúng ta sẽ là một tuyên truyền viên tới gia đình, cộng đồng để làm sao xây dựng môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp, nói không với rác thải nhựa. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách loại bỏ khí ethylene có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết. Viết phương trình phản ứng minh họa. à chắc chắn với bài này thì sẽ rất nhiều bạn có đáp án ngay đúng không nhỉ? Chúng ta dựa vào sự khác nhau về tính chất hóa học giữa metan và etilen. À, đây là một trong đáp án đây là đáp án của cô các bạn cùng quan sát nhé. dẫn hỗn hợp khí etilen và metan qua dung dịch brom dư. khi đó khí etilen sẽ bị giữ lại trong dung dịch brom theo phương trình hóa học C2H4 cộng Br2 tạo thành C2H4Br2 Khí metan không phản ứng với dung dịch brom sẽ thoát ra bên ngoài và lúc này chúng ta sẽ thu được khí metan tinh khiết. Bài tập số 4 như sau. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen ở điều kiện tiêu chuẩn qua bình đựng dung dịch brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 16 g. Hãy tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp. Với bài tập Tính theo phương trình hóa học như thế này, cô có cái sơ đồ hướng dẫn các em như sau, các bước hướng dẫn như sau. Thứ nhất, các em thấy các em, bước 1 các em viết phương trình hóa học. Ở đây chúng ta thấy sẽ có mấy phương trình hóa học ở các em? À, có một phương trình hóa học, đó chính là phản ứng của etilen với brom trong dung dịch, còn metan sẽ không tham gia phản ứng. Bước số 2, chúng ta sẽ tìm số mol của brom. Hai bước này chúng ta có thể chuyển đổi cho nhau. Bước số 3, dựa vào phương trình, chúng ta tìm số mol của C2H4. Từ đó, chúng ta tính được thể tích của C2H4 và thể tích của CH4. Bước cuối cùng, chúng ta tính toán theo yêu cầu của đề bài, đó là tính phần trăm về thể tích của C2H4 và CH4 trong hỗn hợp ban đầu. Ở à, đáp án của cô trong bài tập này, đó là phần trăm thể tích của C2H4 sẽ bằng với phần trăm thể tích của CH4 và bằng 50%. Các em hãy về nhà từng minh lại bài tập này vào trong vở để giờ sau chúng ta cùng kiểm chứng. Vừa rồi, cô đã cùng các em tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay. À, kết thúc bài học ngày hôm nay, cô có hai nhiệm vụ với các bạn. Nhiệm vụ thứ nhất, học sao? đối với tiết học này, các em tiếp tục về học bài, làm bài tập số 4 sách giáo khoa trang 119 với chương trình hiện hành. Với các bạn theo học mô hình trường học mới, các em làm cho cô giáo bài tập 3 ý A và bài 6 sách giáo khoa trang 21 trong tài liệu hướng dẫn học học tự nhiên lớp 9 tập 2. Để chuẩn bị tốt cho bài học ngày hôm sau, cô yêu cầu các em tìm hiểu những nội dung sau. Thứ nhất, viết công thức cấu tạo của acetilen C2H2. Thứ hai, so sánh với ethylen C2H4. Và cuối cùng, từ thành phần và công thức cấu tạo, hãy suy đoán tính chất hóa học của acetilen à, Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn các em đã theo dõi và chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại